Rồi em xin chào đến tất cả các bác nhé. Hôm nay Rồi, cũng xin chia xin chào. sẻ đến tất cả các bác một số Thế tác phẩm tại vườn em. Tại vì gian hàng cho em là gian hàng số 1 đấy, ở đầu đường vào một đoạn. Thì qua đây thì cũng xin chia sẻ các bác đấy, một số những cái tác phẩm đây, những cái tác phẩm đây là đấy, máy quay chi tiết vào trong này. Thì qua đây thì cũng xin chia sẻ các bác đấy, như là một cái đôi long của em mang đến là một đôi long lùn nực, là một đôi long trầu với cây trực đấy. Mà những cái thời gian em làm rất là lâu rồi, thì qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác đấy, để các bác biết đến gian hàng em. Thì đây vào đây thì cũng xin chia sẻ các bác đấy. Thì đây là một cây dưới, rồi một cây dưới lùn nực, và tay cành em cũng định hướng hết rồi đấy. Thì trên gian hàng em thì cũng nhiều những cái tác phẩm như là đấy, cây này thì đây, những cái tác phẩm với này, đây là một, cũng là một cây dưới đấy. Thời gian em là nó là một cái cây cũng làm hoàn thiện rồi, thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác đấy. Đây, những cây dưới đây, bên này cũng là những cái cây mà em làm lâu rồi đấy. Đấy, thì qua đây cũng đi. Đấy, thì xin chia sẻ các bác, đây là một cây mai đá hay là một cây xương cá, em thời gian em làm. Thời gian em làm thì đấy, thì đây các bác vào trong này. Đấy, đây cây xanh này. Thì gian em cũng rất nhiều tác phẩm như là đấy, xanh si dưới và những cái cây hàng bé. Đấy. Nói chung là hàng bé. Và đây qua thì cũng xin chia sẻ các bác là những cái cây tác phẩm này đấy, các tác phẩm những cái tác phẩm đây thì đây xin chia sẻ đây, cây dưới bé em làm lâu rồi này đấy, kỹ kỹ chi tiết rồi. Đây những cái máy quay chi tiết lại đây cho các bác xem những cái cây này đấy. Đây. Thì em xin chia sẻ các bác đấy, những một số những cái tác phẩm em mang ra đây, xin các bác đến triển lãm và qua gian hàng em thăm, và những cái tác phẩm đấy, tác phẩm đây thì cũng xin chia sẻ các bác đấy, những cái tác phẩm như là những cái cây bầy rừng lùn nực và lo xù rất là đẹp nha. Đấy. Thì đây những cái bên này thì những cây hoa giấy của em này, tại vì những cây mà tay cành lâu rồi, nó già cây, nó già cây mà nó rất là quái cây đấy, rất nghệ thuật đấy. Các bác mà yêu thích những cái tác phẩm nào thì chụp lại gửi cho em báo giá các bác đấy. Đây những cái cây này, tường vi trên đá này đấy. Từng bi trên đá đấy, những cái cây bên này này đấy, những cái bonsai và những cái cây thực sự các bác, những cây hoa quả, những cây ổi ấy này, những cây dưới bầy rừng và những cái cây lộc vừng đấy. Cái mặt bên này thì cũng xin chia sẻ các bác, đây là một cái cây dưới mà trên một cái hòn đá này ấy, em chuyển cả hòn đá dài khoảng 4 mét đấy, chiều cao của cây này nó cũng lùn nực và trên hòn đá này cũng lâu rồi. Thì cây này khai thác là nguyên hòn đá đấy, các bác ra đây thì được ngắm tác phẩm đấy. Ngắm tác phẩm và bác nào yêu thích thì cứ điện nhắn em, nhất các bác ở nhà cũng được, em vẫn đấy, đây xin chia sẻ quang cảnh cả một cái cây dưới này nữa lùn nực rất là đẹp. Thì đây cũng xin chia sẻ các bác một cái quang cảnh của một cái cuộc triển lãm này, thì nó vào hơn 1.000 tác phẩm đấy trưng bày tại đây, và phân chia bên những cái sân triển lãm thì những cái tác phẩm đẹp, còn những cái gian thương mại thì cũng xin chia sẻ các bác tất cả anh em thương mại đây, thì nó phân ra những cái trên những cái đấy mảng bên này đấy. Thì sân này thì nó là một cái đường đua F1 sát với sân vận động Mỹ Đình,
Thì không gian của dân thương mại đây thì cũng xin chia sẻ các bác để quay qua để cho cái quang cảnh các bác biết rằng là nó cuộc này quá lớn, từ trước giờ chắc có một không ai, em nghĩ là chắc có một không ai, và cũng rất nhiều những tác phẩm quý và đẹp. Đấy, đây. Qua sang bên này thì đấy, còn bên này thì đây, quay qua bác một số tác phẩm. Đấy, đây thì đây là những cái tác phẩm ruối này, tác phẩm xanh. Đấy, bên này ruối và hai cây xanh. Thì qua đêm đo kích thước những cái cây này em báo giá các bác này. Cái này thì đây là đang là vanh 72 này. Đường kính cây này thì là 68, chiều cao của cây này 52. Đấy, như tác phẩm này để cho các bác là 15 triệu này, trên một cái chậu đẹp nhá. Đấy, sang đây một tác phẩm xanh nữa, một cái tác phẩm xanh quê lùn nực trên một cái chậu đấy, tàu này rất là đẹp nhá, cốt già ngày xưa là nó cây cốt chậu rất là đẹp nhá, đấy form rất là tự nhiên đẹp này, mà cây đã rất là nhiều năm rồi. Đấy, cái này thì các bác mà yêu thích thì em để cho các bác là 42 triệu nhá. Đấy, một cây quá nhiều năm rồi, già cổ. Đấy, sang bên này cũng xin chia sẻ với các bác một cây ruối nữa, một cốt ruối rất là quái, ừ, trên một cái chậu tàu nhá, em làm rất là đấy, từ đường chân này sang bên này rất là nghịch. Đấy, ra đây các bác nhìn này, nó rất là độc lạ, nó quý, chân đây gấp lên đây, xe đây lên cổ ngọn mà những viên đá nhè này qua thời gian hết. Ừ, cái này thì được cái là chiều ra đây là 70, chiều cao của cây này là 4 vào 50 lùn nực, giá để cho các bác là 22 triệu này. Các bác ra đây em vẫn ra lộc cho các bác nhé, điền hạt dáng chụp của anh bay rất là đẹp đấy, bông tàn em làm cũng chi tiết kỹ rồi nhé, mà cây già trên một bể bể đấy, bể hai thớt đấy, bể hai thớt mà nó kẹt hết trong đây rồi và có những cái điểm lưu hết rồi. Đây sang bên thì cũng xin chia sẻ các bác đây, quay cây này trước cho các bác xem cây tùng, một cây tùng kim cương, một cây tùng kim cương Đài Loan, tại vì cây này vẫn chưa cho được lên đôi. Đấy, cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Này được cái thân hoành nó rất đấy, thân bệ này đổ bay ra và cái đòn của nó ra đây. Đấy, các bác nhìn này, cây tùng kim cương mà nó phiêu như này. Đấy, bông tàn làm kỹ rồi. Mà cũng qua đây xin chia sẻ đến tất cả các bác cái này nhá. Vanh cây này là 88 phân này, vanh gốc 88 phân này, chiều tàn của cây này là 2m55, chiều cao của cây này là 1m16 phân này, rất là lùn nực mà phiêu. Đấy, bác nào mà yêu thích cái tác phẩm này thì em để cho các bác là 280 triệu bao vận chuyển các bác nhé. Đấy, cây tùng kim cương mà nó rất là phiêu, một cây đẹp nguyên bản, thân gốc già, một cây nghệ thuật. Đấy, rồi em lại tiếp theo sang một cây nữa. Thì đây cũng xin chia sẻ các bác một cây tùng La Hán. Cây này thì trên cái bể thời gian cũng rất là lâu rồi mà cây già. Cây này thì được cái gốc to nhá, nó vẹn lại. Vẹn lại nó gấp lên đây, bay ra đây, phiêu ra đây. Đấy, phiêu ra mà nó dẹt thân, nó dẹt thân vào đây. Cũng xin chia sẻ các bác là mặt nào nó cũng đẹp, cái phần chân bệ nó xoáy lại này, nó vẹn lên đây và nó gấp lại bay từ đây ra kia. Đấy, bài tay một này. Đấy, một tay một và một cái thân hoành lên đến cổ ngọn. Đấy, trông rất phiêu không?
cũng là một cây tùng là Hán mà rất là to nhá, mà lùn nực. Đấy, em đo cho các bác cái củ thân dưới này, đây là vào 90 phân này, tổng độ tàn cây này, tổng độ tàn cây này bay là 2m2, cao của cây này là 1m38. Đấy, các bác mà yêu thích cái tác phẩm này thì cũng để cho các bác là 268 triệu. Đấy, bao vận chuyển cho các bác nhé. Cây rất là quý và làm rất là lâu rồi. Những cái đường cành, đường nghiếc là làm rất là chuẩn nhé. Bây giờ thật sự các bác là cây đi. Đấy, các bác nhìn tùng này, lá nhỏ, đấy, đang hoa này. Dăm cành rất là chi tiết. Và cốt nó già, nó vẹn cây. Một cốt này các bác để, nói chung là coi những cái tác phẩm đẹp này, các bác để trang trí không gian nhà rất là đẹp. Cây tùng rất là đấy, rất là quý. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Thì qua đây cũng xin chia sẻ các bác một cây cây cần thăng. Thứ nhất là trên một cái chậu đẹp. Hai là cây này được cái dáng của cây nó trườn rất là đẹp nhá. Rất là to và rất là đẹp. Cái chậu này cũng là một cái chậu rộng này. Đấy, chậu rộng 1m1. Đấy, chậu rộng 1m1, chiều cao của cây này thì là với xin chia sẻ các bác là 88 phân, lùn nực mà nó như một con quái thú từ đây trườn lại ngoặt lên. Và cây này thực sự các bác là em không có đơn, bán cho các bác một cái giá rất là hữu nghị. 88 triệu. Đấy, 88 triệu bao vận chuyển các bác, một cây cần thăng rất là to và tay gành. Nhưng mà thực sự các bác là cũng chia sẻ các bác cái đoạn này một tí. Cũng va đập vào thì nó cũng hơi bị ấy tí, bây giờ nó cũng đang ve. Đấy, xin chia sẻ các bác. Đấy, nó đang ve rồi. Những cái mép ve rồi. Đấy, xùi ra đây. Cốt thì trườn một cái tay hoành bay lại. Rất là phiêu nhá. Tàn bông ngả lại này. Bông tàn này là xếp từ dưới trên nó đều nhau. Đấy. Nói chung là mua cần thăng thì được cái nó thăng tiến. Đấy. Ê, cũng bao phút rồi con? Thì lúc vẫn đây quay đi. Rồi thì đấy, quay cho các bác chi tiết. Quay chi tiết rồi xong sang bên này. Xin chia sẻ các bác một cây tùng nữa. Đấy. Một cây tùng già mà để cho các bác giá vừa tiền. Thứ nhất là em nói các bác là em cũng là một người cũng thương mại, cũng làm rất là nhiều năm rồi. Nói chung là em làm những cái cây mà thực sự các bác là thời gian nó lâu, mới hai là làm nó chuẩn. Cái những cái đường cành tay 1, tay 2 và cái bông tàn xếp. Và những cái bông làm kiểu lối Đài Loan thì cũng bông lên bông xuống rất là đều đẹp. Đấy. Các bác nhìn những cái tay 1 mà chân bệ này, mà thân nó vẹn, quay ra một cái thân hoành bay xuống này. Nó phiêu ra. Đấy, mắt lên đây gặp lại lùn mà nó thân to. Tổng tàn của cây này thì cũng xin chia sẻ các bác rất là vui là bông lên bông đẹp. Đấy, cả được mặt trước mặt sau. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chung là một cái cây tùng rất là chậm lực, cũng chia sẻ đến tất cả các bác. Thứ nhất là nó dáng được cái là cây này thì thực sự nó rất là phiêu, một cành bay đấy, thực dẻo đẹp. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác nhé. Đây là em đo vanh thân, chỗ thân bệ này là 85 này. Tổng độ tàn cây này là 1m9, chiều bay là 1m9, chiều cao của cây này là 1m32. Đấy, 1m32. Rất là lùn nực. Cây này thì cũng bác nào yêu thích thì để cho các bác là 115 triệu. Bao vận chuyển các bác nhá. 115 triệu. Đấy, trên một cái chậu vuông. Rồi. Em lại tiếp theo sang một cây nữa. Đây. Lại có bác một cây tùng nữa này. Nếu mà được thì cả hai cây một đôi cũng rất là đẹp nhá. Thì đây là một cái cây vừa em quay là bé hơn,
và cây này to hơn, thân nó cân đối. Mà cái tùng này nó là tùng Bắc mình, tùng lá Hán, lá nhỏ. Đấy. Thân nó rất là dẹt. Thân dẹt vẹn, tổng tàn các thứ. Đây thì cũng xin chia sẻ các bác những cái thân một này. Cái tay một nó hoành này. Cái điểm chia sẻ các bác này, thân nó lắc xuống nó vẹn ra. Đua bay tàn ra. Bên này cũng thế, rất là phiêu nhá. Từ đây lên, các bác nhìn từ đây thì cũng xin chia sẻ cái chân bệ nó đã đẹp rồi, cái thân vẹn rồi. Lên đây này. Đấy, nó vẹn ra đây. Và phiêu ra. Từ những cái quả phúc xuống, nó đều đẹp. Bông tàn nó thực sự các bác để làm rất là chi tiết, điểm lắc, điểm cua và để sau những cái bông nó đều lên. Đấy. Nó rất là phiêu. Cây này thì cũng thực sự nó cũng chiều cao bằng cây kia và nó to hơn. Nếu các bác nào mà yêu thích thì lấy cả một đôi. Cây này thì chiều cao của cây này là vào 1m38. Tổng độ tàn cây này là 2m2. Đấy. Chiều cao vừa lấy 1m38. Đấy, chiều cao 1m38. Đấy, cây này thì cũng để cho các bác là 136 triệu bao vận chuyển các bác. Nếu lấy cả hai đôi thì lấy cả một đôi thì em cũng đuôi cho các bác một tí, em vận chuyển đến tất cả cho các bác. Thì tôi cũng xin chia sẻ đến tất cả một số tác phẩm cho các bác. Bác nào mà yêu thích những cái tác phẩm nào, điện cho em. Rồi cuối video rồi, em xin chào đến tất cả các bác nhé.